Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine trên VTC. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tuyên bố cản trở tuyến hậu cần của Ukraine. Nga nói đoàn tập kích tên lửa diện trọng đã gây khó khăn cho Ukraine khi đưa binh sĩ khí tài ra tuyến tuyến khi tuyến hậu cần đứt gãy. Đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao hôm 23 tháng 11 đã đánh trúng mọi mục tiêu được chỉ định. Quá trình vận chuyển quân dự bị, vũ khí nước ngoài, trang bị quân sự và đạn dược bằng đường sắt đến khu vực tác chiến của Ukraine đã bị gián đoạn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 11. Tướng Konashenkov cho hay, tên lửa tầm xa Nga đã tấn công chính xác vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện trọng, khiến hoạt động tiếp tế hậu cần của nước này bị ảnh hưởng. Andrei Marocco, sĩ quan dân quân, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR tự xưng, trước đó nói rằng tình trạng mất điện đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các đơn vị quân đội Ukraine ở tiền tuyến nhiều đoàn xe quân sự bị kiềm chân bởi tình trạng thiếu nhiên liệu và đèn giao thông ngừng hoạt động ở các thành phố lớn. Việc điều phối hoạt động cũng bị ảnh hưởng vì liên lạc bị hạn chế. Maroko cho hay, quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Giới chức Ukraine trước đó nói rằng quân đội Nga phóng gần 70 tên lửa hành trình nhằm vào hạ tầng ở Kiev và nhiều thành phố khác chiều ngày 23 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev, nói rằng Thiệt hại được ghi nhận là do mảnh tên lửa từ hệ thống phòng không Ukraine. Những mảnh lực lượng này chỉ tập kích cơ sở chỉ huy quân sự của Ukraine và cơ sở năng lượng liên quan. Utrenego, công ty quản lý lưới điện quốc gia Ukraine cho biết các cuộc tập kích khiến hệ thống điện nước này bị ảnh hưởng nặng nề. 50% nhu cầu sử dụng điện của người dân vẫn chưa được đáp ứng vào tối ngày 24 tháng 11. 60% trong tổng số 3 triệu cư dân tại thủ đô Kiev vẫn bị mất điện. Những khu vực khác ở Ukraine cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Phần lớn Ukraine trải qua đêm 24 tháng 11 trong tình trạng không có điện và nước khi nhiệt độ xuống dưới không độ C. Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone Thông tin cho hay binh lính Nga đã bắn rơi được UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu sóng. Các tân binh Nga đang tích cực học sử dụng súng gây nhiễu để cho hiệu quả các UAV drone thương mại được Ukraine dùng cho mục đích quân sự. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh binh sĩ Nga bắn hạ một chiếc UAV thiết bị bay không người lái do quân đội Ukraine sử dụng. Binh lính Nga dùng một súng gây nhiễu UAV để cho hiệu quả rồi thu hồi chiếc UAV đó. Video cho thấy tính hiệu quả của các hệ thống UAV bằng phương pháp gây nhiễu tín hiệu tần số vô tuyến điện, điện tử mà không phải tác động vật lý cũng như sự phổ biến của các UAV thuộc hãng DJI. Các lực lượng Nga sử dụng các UAV cỡ nhỏ của một hãng tại một nước láng giềng để thực hiện các mục đích trinh sát và theo dõi chiến trường. Còn súng gây nhiễu UAV là khẩu Stupor bắt đầu đến tay các đơn vị của Nga vào đầu tháng 7 năm 2022. Uy lực súng gây nhiễu Khẩu súng gây nhiễu của Nga có tên gọi Stuba. Súng này cắt đứt các kết nối về vô tuyến điện giữa UAV và người điều khiển từ xa. Súng này cũng có khả năng gây nhiễu cho các tín hiệu điều hướng vệ tinh gửi đi từ các hệ thống GPS của Mỹ, bắt đầu của Trung Quốc, Galileo của Châu Âu và Glonass của Nga trong bán kính từ 2 đến 5 km. Súng này cũng có thể chặn các tín hiệu mạng di động CSM, 3G và LTE ở cự ly lên tới 1 km và tạo ra giao thoa trên các tần số 900 MHz, 2.4 GHz và 5.2 đến 5.8 GHz. Tuy nhiên, khẩu Stubo trong video nói trên có vẻ là phiên bản cũ hơn. Hồi tháng 3, Ngài giới thiệu một hệ thống gây nhiễu cầm tay khác có tên gọi Habun 3. Súng gây nhiễu này hoạt động dựa trên một nguyên tắc tương tự gây giao thoa và gây nhiễu cho các kênh kiểm soát vô tuyến điện. Vô hiệu quá và thu giữ UAV đối phương sau khi thu giữ được chiếc UAV nói trên, bằng phương pháp ghi nhiễu, binh lính Nga đã xem xét kỹ nó. Đây là một UAV có bốn cánh quạt, nâng UAV theo chiều thẳng đứng. UAV có thể đã bị bắn hạ vào thời điểm vài phút trước khi clip được quay. Những người lính trong clip mở phần bụng UAV có vẻ được thiết kế để chứa các vật nhỏ, có khả năng UAV này được dùng cho việc thả lựu đạn. Trên mạng xã hội Telegram, có một số ý kiến cho rằng đây là binh sĩ Ukraine hạ UAV Nga, nhưng thiết kế đặc biệt của súng Stubor của Nga đã bác bỏ quan điểm đó vì súng gây nhiều chiến thuật chống UAV EDM-4S UA do Litva sản xuất và có trong tay Ukraine thì lại có hình thù phía trước hoàn toàn khác. Dòng UAV DJI Mavic có một ống lens tele chất lượng thấp cho phép theo dõi các mục tiêu nằm ngoài ngưỡng nghe trực tiếp của tay đồng thời có thêm một ống kính gốc trọng. Uav này đủ mạnh để mang và thả lựu đạn gắn ngòi nổ khi chạm bề mặt cứng. Do các Uav này được sử dụng rộng rãi trong chiến sự, hãng DJI đã quyết định ngừng bán Uav đó cho cả nga lẫn Ukraine. Tuy nhiên người ta vẫn có thể thu mua con này từ các nước láng giềng hoặc mua trực tiếp từ các nhà bán lẻ và cửa hàng điện tử. Tân binh nga học cách sử dụng Uav DJI. Bản thân Nga có sử dụng UAV của DJI với số lượng lớn. Chính cựu tổng tham mưu quân đội Nga, tướng Yuri Balujevsky, ca ngợi các UAV này trong một cuốn sách gì đã cách mạng quá tác chiến bằng việc nâng cao khả năng hiệu chỉnh quả lực pháo binh. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một video cho thấy người Nga sử dụng UAV DJI và hướng dẫn các tân binh mới được động viên vào quân ngũ học cách sử dụng thiết bị này. Trong clip này, logo hãng DJI vẫn nhìn thấy rõ trên bàn điều khiển của UAV lúc ấy do một trong các lính nghĩa vụ vận hành. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các binh sĩ này đang học thiết bị quân sự mới bên cạnh súng nhỏ và các kỹ năng bắn chiến thuật. Các quân nhân vừa được động viên học kỹ thuật điều khiển và sử dụng UAV trong điều kiện càng sát thực chiến càng tốt. Các trắc thủ UAV tập sử dụng UAV cho các đơn vị pháo binh, xe tăng và xung kích. Nhiệm vụ của các nhóm điều khiển UAV như vậy là theo dõi, quyết định và truyền tọa đồ đối phương về để phục vụ dụ vụ phóng quả lực và phá hoại. Tướng Mỹ về hưu dự đoán bất ngờ về giai đoạn mới của cuộc chiến Ukraine. Cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Mark Hurtling cho biết Nga sẽ cố gắng tạm dừng chiến sự ở Ukraine để sắp xếp lại quân đội của họ. Trong một chủ đề Twitter hôm 24 tháng 11, ông Hurtling cảnh báo cuộc xung đột hiện đang bước vào giai đoạn thứ tư. Giai đoạn đầu tiên liên quan đến ý định ban đầu của Nga là thực hiện thay đổi chính quyền ở Kiev cũng như kiểm soát các cảng trên Biển Đen và Biển Azov. Giai đoạn thứ hai bao gồm cuộc tranh giành nhân sự, thiết bị và đạn dược của cả hai bên, trong khi giai đoạn thứ ba chứng kiến lực lượng Ukraine tạo đà phản công. Theo ông Hất Linh ở giai đoạn mới nhất, Moscow đang tìm cách tạo ra một cuộc xung đột đóng băng dọc theo khu vực Transnistria, Georgia, Nam Ossetia và Abkhazia. Ông Hốt Linh nói thêm rằng, việc đóng băng chiến sự có thể cho phép Nga xây dựng lực lượng và tấn công trở lại, đồng thời lưu ý phương Tây không nên mắc mưu. Ukraine vẫn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này, giành lại lãnh thổ và chủ quyền của họ, nhưng còn rất nhiều cuộc chiến phía trước, ông nói thêm. Ông Hốt Linh, người chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 1 và lực lượng đặc nhiệm sát sư đoàn đa quốc gia phía Bắc ở Iraq trong đợt tăng quân từ năm 2007 đến 2008, cũng dự đoán rằng Iran, nước đang cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng Nga, sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Moscow. Trong khi đó, các lực lượng của Moscow sẽ tập trung vào việc tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine, một mục tiêu chiến lược để ép Kiev phải nhượng bộ. Tinh thần của Ukraine sẽ được thử thách với các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng, ông nói. Sau khi Nga rút quân khỏi Kherson, ông Linh tin rằng lực lượng của Ukraine sẽ đạt thêm những tiến bộ, Mặc dù việc tiếp tục di chuyển về phía đông sông đối như Apple và vào vùng Donbass sẽ là một cuộc chiến khó khăn hơn nhiều. Ông lập luận những khu vực này có địa hình khó di chuyển, đường tiếp tế dài hơn, cũng như các vấn đề trang bị khí tài và chiến thuật mới. Hôm 24 tháng 11, người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân Enecoatom, ông Petro Kotin, cảnh báo về hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân Ukraine. Ông nói rằng các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân và phóng xạ. Một ngày trước đó, các quan chức Kiev cho biết ba nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ do lực lượng Ukraine kiểm soát đã bị tắt sau đợt tấn công tên lửa mới nhất của Nga. Hungary tiếp tục ngược dòng trong vấn đề trừng phạt Nga Theo Reuters, các nhà lãnh đạo của Ba Lan và Cộng hòa Séc đã công khai chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vì thái độ của ông đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những lời chỉ trích hôm 24 tháng 11 chỉ ra những căng thẳng rõ ràng trong nhóm Visegrad ở Trung Âu, một liên minh thành lập từ năm 1991. Nguyên nhân của sự căng thẳng này là việc Thủ tướng Orbán phản đối các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn của châu Âu đối với Nga, bao gồm vấn đề năng lượng. Cả Ba Lan, Séc và cả Slovakia, nước láng giềng còn lại của Hungary trong nhóm Visegrad, đều chỉ trích gây gắt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đây không phải là thời điểm tốt nhất cho Visegrad, thái độ khác biệt của Hungary đang ảnh hưởng và làm phức tạp thêm tình hình. Thủ tướng Sef Peter Fiala cho biết trước thềm một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Visegrad ở Slovakia. Tuần này, Thủ tướng Orbán tiếp tục khiến những nước láng giềng của mình khó chịu và chỉ trích gay gắt hơn khi đeo chiếc khăn quàng Greater Hungary khi đi xem bóng đá. Chiếc khăn này là một biểu tượng cho rằng nhiều phần lãnh thổ thuộc Áo, Slovakia, Romania, Croatia và Serbia ngày nay từng là một phần của Vương quốc Hungary trước đây. Cũng hôm 24 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã yêu cầu Thủ tướng Orbán gấp rút phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Ông Orbán nói rằng Hungary sẽ làm điều này vào đầu năm tới. Thủ tướng Morawiecki cho biết bất chấp những căng thẳng nói trên, nhóm Visegrad vẫn là một diễn đàn quan trọng trong Liên minh châu Âu-EU. Đồng quan điểm, Thủ tướng Fiala nói, chúng tôi có ý kiến khác nhau về một số vấn đề, nhưng có nhiều vấn đề khác mà lập trường của chúng tôi giống nhau và có thể hợp tác. Chiến lược mới của Nga nhằm gây khó khăn cho Ukraine Chiến lược mới của Nga nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đang khiến quân đội nước này gặp khó khăn trăm bề từ hậu phương đến tiền tuyến. Ukraine khó khăn trăm bề trước đòn không kích dồn dập của Nga. Ngày 23 tháng 11, Nga phóng 70 tên lửa vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến hơn 80% khu vực ở nước này chìm trong bóng tối vì nguồn điện không ổn định và không có nước. Phát biểu tại văn phòng tổng thống, ông Zelensky cho rằng, Cuộc không kích của Nga tuần này là điều không thể tưởng tượng được trong thế giới hiện đại. Đây là sự việc chưa từng xảy ra trong nhiều năm, có lẽ là 80-90 năm khi mà cột mốc quốc gia ở châu Âu hoàn toàn không có điện để chiếu sáng. Dù vậy, sáng ngày 24 tháng 11, các lò phản ứng hạt nhân đã được kết nối lại và nước đã được cung cấp cho một số quận ở thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết chiến lược mới của Nga nhằm phát hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cũng như đẩy nước này chìm trong bóng tối sẽ không làm suy yếu quyết tâm giải phóng các dùng lãnh thổ bị chiếm đóng của ukraine bác bỏ những mối lo ngại của phương tây về nguy cơ leo thang căng thẳng tổng thống ukraine khẳng định sẽ không có giải pháp lâu dài nào cho cuộc xung đột hiện nay trừ khi nga rút khỏi tất cả các dùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát moscow đã tăng cường chiến dịch ném bom nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của ukraine vào tháng trước với hy vọng sẽ buộc kiev phải nhượng bộ chúng tôi phải giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bởi tôi tin rằng chiến đấu là cách giải quyết mọi việc khi không còn chỗ cho ngoại giao. Nếu chúng tôi không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ, cuộc xung đột này sẽ đóng băng. Việc nối lại chiến dịch nằm ở vấn đề thời gian, ông Zelensky cho hay. Thậm chí trước khi các cuộc tấn công ngày 23 tháng 11 diễn ra, một nửa hệ thống điện của Ukraine đã không thể sử dụng do các cuộc không kích dùng dập của Nga. Ukraine cũng đang cạn kiệt các thiết bị thay thế cho mạng lưới điện thời Liên Xô sau các cuộc tấn công tên lửa dùng dập của Nga. Nước này đang tìm kiếm các thiết bị dự phòng từ Ba Lan và Litva cũng như tăng cường sản xuất trong nước, nhưng sẽ phải mất từ 4 đến 8 tháng để tập hợp đủ các thiết bị mới. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết nước này cần hàng trăm triệu đô la Mỹ hỗ trợ để sửa chữa khẩn cấp mạng lưới điện tổng thống ukraine zelensky cũng kêu gọi các đối tác phương tây cung cấp nhiều thiết bị phòng không hơn cho nước này để hỗ trợ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng nhà lãnh đạo ukraine cho rằng các cuộc tấn công trên của nga cho thấy nước này không có ý định đàm phán để chấm dứt xung đột tuy nhiên trước đó đại sứ nga tại liêu quốc Vasily nebensia cho rằng nga đang nhắm đến các cơ sở hạ tầng của ukraine nhằm phản ứng trước việc kiev được phương tây bơm vũ khí cũng như kêu gọi đánh bại nga theo ông chính ukraine mới là bên không có thiện chí đàm phán cho tới nay, những điều chúng tôi nghe từ Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine không thể được hiểu là thái độ sẵn sàng đàm phán hòa bình, mà là những tuyên bố đe dọa bất cẩn và các tối hậu thư. Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã thông qua nghị quyết của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về việc sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Nga khẳng định ông không thấy bất kỳ khả năng đàm phán nào với Ukraine khi mà Kiev không thể hiện thái độ sẵn sàng bước đi tiếp theo của Ukraine. Giữa bối cảnh quân đội Ukraine tăng cường các cuộc tiến công ở phía Nam và phía Đông, mục tiêu quân sự của nước này ngày càng được củng cố, đó là tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát từ tháng 2 năm 2022 và giành lại bán đảo Crimea. Một số nước phương Tây lo ngại bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm giành lại Crimea, vốn được Moscow coi trọng về mặt an ninh, đều có thể dẫn đến xung đột leo thang và thậm chí nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Zelensky thừa nhận dựng mệnh của Crimea đang được đặt trên bàn nghị sự quốc tế. Tôi hiểu mọi người đều bối rối về tình hình hiện tại và những điều sẽ xảy ra với Crimea. Nếu ai đó sẵn sàng cho chúng tôi một giải pháp để giành lại Crimea bằng các phương tiện phi quân sự, tôi sẽ ủng hộ. Nhưng nếu giải pháp đó không liên quan đến việc giành lại Crimea và dùng lãnh thổ này vẫn là một phần của Nga, thì không cần phải lãng phí thời gian vào việc này, ông Zelensky cho hay. Theo Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine, khoảng 30.000 binh lính Nga đã trút quân khỏi bờ Tây của sông Dnipro đầu tháng này và đang đào hào xung quanh Saborisia và Kherson. Nga đang chờ một cuộc tấn công của chúng tôi. Đó là lý do tại sao họ xây dựng tuyến phòng thủ ở Kherson cùng một tuyến phòng thủ khác ở tranh giới hành chính giữa Kherson và Crimea, cũng như ở khu vực phía bắc Crimea. Ông Skibitsky nói, theo hướng GVD và Kherson, đối phương đang xây dựng hệ thống phòng thủ, cải thiện các thiết bị công sự và hỗ trợ hậu cần, cũng như không ngừng nã pháo vào các vị trí của chúng tôi ở hữu ngạn sông Dnipr. Ông Skibiski cũng nhận định, thời điểm cho cuộc phản công ở Crimea chủ yếu phụ thuộc vào các vũ khí và đạn dược Ukraine sẽ nhận được từ phương Tây. Theo ông Philip O'Brien, giảng viên Đại học San Andrews, nếu Ukraine tiếp tục chiến đấu với chiến lược tập trung vào hậu cần và tổ chức chặt chẽ như hiện nay, động thái tiếp theo của họ có lẽ là mở rộng việc sử dụng vũ khí để chi tách hoàn toàn các lực lượng của Nga và đẩy họ vào những khu vực không được hỗ trợ. Theo đó, Ukraine sẽ chia các lực lượng Nga ở Kherson và Crimea với các lực lượng ở Donetsk và Lugansk. Dù vậy, một quan chức ở nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Ông Andrei Marocco cho biết, tình trạng cắt điện trên khắp Ukraine đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cấp cho các lực lượng của Kiev. Theo ông, các cuộc tiến công của Ukraine đã bị chậm lại do sự trì hoãn và kéo dài trong việc tiếp nhiên liệu cho các phương tiện. Sự điều phối giữa các bên cũng bị gián đoạn do thiếu sự liên lạc phản hồi trước dự báo của phương tây rằng nga sắp cạn kiệt vũ khí phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho biết trái với kỳ vọng của các đối thủ moscow có đủ vũ khí cho tất cả binh lính để tiếp tục các cuộc tấn công ở ukraine